Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 18 phẩm song yếu. Ai mặc áo cà sa? Tâm chưa rời uế trược. Không tự chế, không thực. Không xứng áo cà sa. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu câu Kinh Pháp Cú, nguồn cội của sự hạnh phúc. Câu Kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn. Không chỉ là một lời nhắc nhở sâu sắc về nguyên lý nhân quả trong đạo Phật mà còn mở ra một con đường rõ ràng dẫn đến sự hạnh phúc bền vững trong cả cuộc đời hiện tại và các kiếp sống tiếp theo. Để hiểu rõ hơn về câu kệ này và ứng dụng của nó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần khám phá từng phần của câu kinh và các giá trị cốt lõi mà nó truyền đạt. Khám phá ý nghĩa của câu kinh. Câu kinh Pháp Cú này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành phước đức và làm thiện trong cuộc sống. Câu kệ mở đầu với khẳng định rằng những ai thực hiện hành động thiện sẽ không chỉ cảm nhận sự vui vẻ trong hiện tại mà còn gặt hái được hạnh phúc trong đời sau. Đây là một bài học quý giá về cách mà những hành động tốt đẹp có thể tạo ra hiệu ứng tích cực không chỉ trong một đời mà còn trong các kiếp sống tiếp theo. Tác động của hành động thiện. Làm phước không chỉ đơn thuần là thực hiện những việc tốt đẹp mà còn là cách để chúng ta tạo ra sự hạnh phúc bền vững. Câu kệ cho thấy rằng khi chúng ta hành động một cách thiện lành, chúng ta không chỉ cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống hiện tại mà còn tích lũy được phước đức cho tương lai. Hành động thiện lành có thể bao gồm việc giúp đỡ người khác, thực hiện các việc từ thiện, và sống theo các nguyên tắc đạo đức. Những hành động này không chỉ tạo ra sự hài lòng nội tâm mà còn ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh và cộng đồng. Sự hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, niềm vui và sự hài lòng mà chúng ta cảm nhận được là một phần thưởng trực tiếp từ việc làm tốt. Cảm giác này không chỉ là sự thỏa mãn tạm thời mà còn là một nguồn năng lượng tích cực giúp chúng ta vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Sự hạnh phúc từ hành động thiện không đến từ những thành công vật chất hay những điều kiện ngoại cảnh, mà từ việc chúng ta sống một cách chính trực và có trách nhiệm. Tích lũy phước đức và tương lai. Theo quan điểm của Phật giáo, hành động thiện không chỉ có ảnh hưởng trong hiện tại mà còn có tác động lâu dài đến đời sau. Câu kệ nhấn mạnh rằng những ai làm phước sẽ sinh cõi lành và hưởng được sự hạnh phúc lớn lao hơn trong các kiếp sống tiếp theo. Phước đức mà chúng ta tích lũy được từ những hành động thiện là cơ sở để chúng ta có thể tái sinh vào những cõi sống tốt đẹp hơn. Điều này không chỉ khuyến khích chúng ta làm việc thiện mà còn nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa hiện tại và tương lai trong việc tạo ra hạnh phúc bền vững. Hạnh phúc trong cõi lành. Sự hạnh phúc trong cõi lành không chỉ là phần thưởng cho những hành động thiện mà còn là kết quả của một cuộc sống được sống với tâm an bình và trí tuệ sáng suốt. Những người sống theo các nguyên tắc đạo đức và thực hiện hành động thiện lành thường cảm thấy hạnh phúc sâu sắc hơn và có được sự bình an trong tâm hồn. Cõi lành mà câu kệ nhắc đến không chỉ là một nơi tốt đẹp mà còn là trạng thái của sự an lạc và trí tuệ, nơi mà chúng ta có thể phát triển hơn nữa trên con đường tu học. Câu kinh Pháp Cú và cuộc sống hàng ngày. Áp dụng các nguyên lý từ câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống hàng ngày có thể tạo ra những thay đổi tích cực và sâu sắc. Việc nhận thức được tầm quan trọng của hành động thiện và phước đức giúp chúng ta sống có ý thức hơn về hành động và suy nghĩ của mình. Thực hiện những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như giúp đỡ người khác, thể hiện lòng từ bi và sống đúng đạo đức không chỉ tạo ra niềm vui trong hiện tại mà còn góp phần vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Câu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, không chỉ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sự liên kết giữa hành động thiện và hạnh phúc mà còn khuyến khích chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và đầy đức hạnh. Bằng cách hiểu rõ và thực hành những giá trị này, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn trong cả hiện tại và tương lai, đồng thời góp phần vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Như vậy, việc sống theo lời dạy của câu kinh Pháp Cú không chỉ là một sự lựa chọn đạo đức mà còn là một con đường dẫn đến sự hạnh phúc bền vững, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và đạt được sự an lạc trong cả cuộc đời hiện tại và các kiếp sống tiếp theo.
Trong cuộc sống của chúng ta, việc hiểu và áp dụng các nguyên lý cốt lõi của Phật giáo về nghiệp và nhân quả đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được sự hạnh phúc bền vững. Câu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, không chỉ là một khẳng định về sự hạnh phúc mà còn là một chỉ dẫn quan trọng về cách tạo ra nghiệp thiện và sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Nguyên lý cốt lõi của Phật giáo về nghiệp và nhân quả là một phần không thể thiếu trong giáo lý của Đức Phật. Để hiểu rõ hơn về những nguyên lý này, chúng ta cần xem xét các khái niệm cơ bản về nghiệp, nhân quả và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta. Khái niệm nghiệp trong Phật giáo. Nghiệp karma là một khái niệm trung tâm trong giáo lý Phật giáo, đề cập đến những hành động và sự lựa chọn của chúng ta, cùng với các hậu quả mà chúng tạo ra. Theo Phật giáo, mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ đều tạo ra một dấu ấn trong tâm trí và ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Nghiệp không chỉ là kết quả của hành động mà còn là nguyên nhân gây ra những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, chúng ta tạo ra nghiệp thiện, và ngược lại, khi chúng ta thực hiện hành động ác, chúng ta tạo ra nghiệp ác. Điều quan trọng là hiểu rằng nghiệp không phải là một hình phạt hay phần thưởng từ một quyền lực bên ngoài, mà là kết quả tự nhiên của hành động và sự lựa chọn của chúng ta. Nghiệp thiện dẫn đến hạnh phúc và sự thịnh vượng, trong khi nghiệp ác dẫn đến khổ đau và khó khăn. Điều này có nghĩa là chúng ta có khả năng tạo ra cuộc sống của mình thông qua những hành động và sự lựa chọn của chính mình. Nhân quả và ảnh hưởng đối với cuộc sống. Nguyên lý nhân quả causal law là sự kết nối giữa hành động và kết quả. Theo Phật giáo, mọi hành động đều có nguyên nhân và hậu quả, và những hậu quả này có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc trong tương lai. Nhân quả không chỉ là một quy luật đơn giản mà là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, chúng ta đang tạo ra nguyên nhân cho sự hạnh phúc và thành công trong tương lai. Ngược lại, khi chúng ta thực hiện hành động ác, chúng ta tạo ra nguyên nhân cho sự khổ đau và khó khăn. Việc hiểu rõ nguyên lý nhân quả giúp chúng ta nhận thức được sự quan trọng của hành động và sự lựa chọn trong cuộc sống. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra tương lai bằng cách thực hiện những hành động tích cực và lựa chọn đúng đắn trong hiện tại. Điều này mang lại cho chúng ta sự tự chủ và khả năng kiểm soát cuộc sống của mình. Tác động của nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác đều có những tác động sâu rộng đến cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, chúng ta tạo ra nghiệp thiện, và điều này dẫn đến sự hạnh phúc và thành công trong cả đời này và đời sau. Những hành động như giúp đỡ người khác, làm việc thiện nguyện, và sống theo các giá trị đạo đức đều góp phần tạo ra nghiệp thiện. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn cho chính chúng ta, giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Ngược lại, khi chúng ta thực hiện hành động ác, chúng ta tạo ra nghiệp ác, và điều này dẫn đến sự khổ đau và khó khăn. Những hành động như lừa dối, cướp đoạt, và gây tổn thương cho người khác đều tạo ra nghiệp ác. Những nghiệp này không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta trong hiện tại mà còn kéo dài qua nhiều kiếp sống, gây ra sự đau khổ và khó khăn liên tục. Làm thế nào để tạo ra nghiệp thiện? Để tạo ra nghiệp thiện và đạt được sự hạnh phúc bền vững, chúng ta cần thực hiện các hành động tích cực và lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Đây là một quá trình liên tục đòi hỏi sự chú ý và nỗ lực. Một số cách thực tiễn để tạo ra nghiệp thiện bao gồm: giúp đỡ người khác. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để tạo ra nghiệp thiện là giúp đỡ người khác. Dù là việc nhỏ hay lớn, hành động từ bi và sự giúp đỡ chân thành đều mang lại lợi ích cho cả người nhận và người cho. Sống theo các giá trị đạo đức. Việc sống theo các giá trị đạo đức như trung thực, công bằng và từ bi giúp chúng ta xây dựng nghiệp thiện và tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa. Thực hiện thiền định. Thiền định giúp chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của mình, nhận diện và điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Điều này giúp chúng ta duy trì sự tỉnh thức và tạo ra nghiệp thiện. Hỗ trợ cộng đồng, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và hỗ trợ các dự án từ thiện cũng là cách hiệu quả để tạo ra nghiệp thiện và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Sống theo nguyên lý Phật giáo để đạt được hạnh phúc. Cuối cùng, để đạt được sự hạnh phúc bền vững, chúng ta cần sống theo nguyên lý của Phật giáo và áp dụng những bài học về nghiệp và nhân quả vào cuộc sống hàng ngày.
Bằng cách nhận thức rõ về tác động của hành động và sự lựa chọn của mình, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Điều này không chỉ giúp chúng ta đạt được sự an lạc trong hiện tại mà còn mang lại sự hạnh phúc trong tương lai và các đời sau. Chúng ta có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình thông qua những hành động và sự lựa chọn của mình. Việc thực hành các nguyên lý cốt lõi của Phật giáo giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc, đồng thời tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hành động thiện và những lợi ích của nó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải đối mặt với những lựa chọn về cách hành xử và tương tác với người khác. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta trong hiện tại mà còn có tác động lâu dài đến tương lai của chúng ta. Một trong những nguyên lý quan trọng của Phật giáo là việc hành động thiện có thể dẫn đến hạnh phúc không chỉ cho chính chúng ta mà còn cho những người xung quanh. Câu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, nhấn mạnh rằng hành động thiện không chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại mà còn tạo ra những kết quả tốt đẹp cho tương lai. Hành động thiện không chỉ là những hành động đơn thuần như giúp đỡ người khác mà còn là những hành vi xuất phát từ lòng từ bi và sự chân thành. Những hành động này có thể bao gồm việc bố thí, giúp đỡ người cần, hoặc chỉ đơn giản là cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho những người xung quanh. Khi chúng ta thực hiện những hành động này, chúng ta không chỉ tạo ra những tác động tích cực đối với người khác mà còn đối với chính bản thân mình. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc thực hiện hành động thiện là cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn mà nó mang lại. Khi chúng ta giúp đỡ người khác hoặc thực hiện một hành động từ bi, chúng ta thường cảm thấy vui vẻ và hài lòng vì đã làm điều gì đó tốt đẹp. Cảm giác này không chỉ đến từ việc thấy người khác hạnh phúc mà còn từ việc biết rằng chúng ta đã góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Điều này tạo ra một cảm giác thành tựu và hòa hợp với chính mình. Thực hiện hành động thiện cũng giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tích cực với những người xung quanh. Khi chúng ta thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với người khác, chúng ta thường nhận được sự đáp lại tích cực và sự kính trọng từ họ. Điều này tạo ra một vòng tròn tích cực trong các mối quan hệ, nơi mọi người đều cảm thấy được đánh giá cao và yêu mến. Những mối quan hệ này có thể mang lại sự hỗ trợ, tình bạn và sự kết nối sâu sắc, giúp chúng ta cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc. Hơn nữa, hành động thiện có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội. Khi nhiều người thực hiện hành động thiện, chúng ta có thể thấy sự cải thiện trong điều kiện sống, sự tăng cường của sự hợp tác và lòng từ bi, và sự giảm bớt của các vấn đề xã hội như nghèo đói và xung đột. Những thay đổi này không chỉ mang lại lợi ích cho những người trực tiếp nhận được sự giúp đỡ mà còn tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, việc làm phước không chỉ giúp cá nhân mà còn góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình hơn. Để thực hiện hành động thiện một cách hiệu quả, chúng ta cần bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, việc dành thời gian để lắng nghe và hỗ trợ người bạn đang gặp khó khăn, hoặc việc giúp đỡ những người xung quanh mà không mong đợi sự đền đáp, đều là những cách đơn giản để thực hành lòng từ bi và thiện chí. Những hành động này có thể không đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng lại có thể mang lại những tác động sâu rộng đến cả người nhận và người thực hiện. Một cách khác để thực hiện hành động thiện là thông qua việc tham gia vào các hoạt động từ thiện và cộng đồng. Ví dụ, việc tham gia vào các tổ chức từ thiện, tổ chức sự kiện gây quỹ, hoặc đơn giản là tình nguyện thời gian và kỹ năng của mình để giúp đỡ những người kém may mắn có thể mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội mà còn tạo cơ hội để kết nối và giao lưu với những người có cùng mục tiêu và giá trị. Hành động thiện không chỉ giới hạn ở những hành động lớn mà còn bao gồm những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một nụ cười, một lời động viên, hay một cử chỉ quan tâm đơn giản có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác. Những hành động này không chỉ mang lại sự hạnh phúc cho người nhận mà còn làm tăng sự hài lòng và cảm giác hoàn thành cho chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, điều quan trọng là phải duy trì sự chân thành và lòng từ bi trong tất cả các hành động của mình. Thực hành lòng từ bi không chỉ là việc làm những điều tốt đẹp mà còn là việc thực hiện chúng với lòng thành và sự quan tâm thật sự đối với người khác. Điều này có thể giúp chúng ta tránh xa những động cơ cá nhân và những kỳ vọng về sự đền đáp, và thay vào đó tập trung vào việc tạo ra giá trị thực sự cho người khác. Cuối cùng, để thực hiện hành động thiện một cách hiệu quả,
chúng ta cần phải duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì. Những thay đổi tích cực không xảy ra ngay lập tức và có thể cần thời gian để thấy được kết quả. Tuy nhiên, việc duy trì sự nỗ lực và sự cống hiến trong việc thực hiện các hành động thiện sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng cả trong hiện tại và trong tương lai. Nhìn chung, hành động thiện không chỉ là một nguyên lý cốt lõi trong Phật giáo mà còn là một con đường dẫn đến sự hạnh phúc và sự thịnh vượng bền vững. Bằng cách thực hiện những hành động tích cực, từ bi, và chân thành, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn góp phần vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và duy trì sự chú ý và lòng từ bi để thực hiện những hành động thiện, và bạn sẽ thấy sự hạnh phúc và thành tựu trong cả hiện tại và tương lai. Thực hành phước đức để tạo ra hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều lựa chọn và quyết định. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Để đạt được sự hạnh phúc bền vững, việc thực hành phước đức đóng vai trò vô cùng quan trọng. Câu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, không chỉ nhấn mạnh sự vui vẻ và hạnh phúc mà hành động thiện mang lại, mà còn chỉ ra rằng sự thực hành phước đức là con đường dẫn đến hạnh phúc lâu dài trong cả hiện tại và tương lai. Làm phước là gì? Làm phước, hay còn gọi là hành động thiện, không chỉ đơn thuần là việc thực hiện những hành động tốt đẹp mà còn là việc tạo ra nghiệp lành và phát triển tâm từ bi, yêu thương. Hành động thiện bao gồm những việc như giúp đỡ người khác, làm việc từ thiện, thực hiện các công việc có lợi cho cộng đồng và luôn giữ cho tâm ý trong sạch. Những hành động này không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn tạo ra sự hạnh phúc và sự thanh thản cho chính chúng ta. Những phương pháp để thực hành phước đức. Để thực hành phước đức một cách hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp sau. Giúp đỡ người khác, một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để làm phước là giúp đỡ những người xung quanh. Điều này có thể bao gồm việc giúp đỡ bạn bè, người thân, hoặc thậm chí là những người lạ trong những hoàn cảnh khó khăn. Một hành động giúp đỡ đơn giản như dạy học cho trẻ em, chăm sóc người già, hoặc hỗ trợ cộng đồng trong các dự án từ thiện đều có thể tạo ra nghiệp lành và mang lại niềm vui cho cả người nhận và người cho. Bố thí là hành động tặng của cải hoặc thời gian của mình cho những người cần. Bố thí không nhất thiết phải là tiền bạc, nó có thể là thực phẩm, quần áo, hoặc thậm chí là sự hỗ trợ tinh thần. Khi bạn bố thí một cách chân thành, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo ra sự hạnh phúc và hài lòng cho chính mình. Duy trì lòng từ bi. Lòng từ bi là sự quan tâm và tình yêu thương chân thành đối với tất cả chúng sinh. Thực hành lòng từ bi không chỉ là việc làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc mà còn giúp cho tâm hồn của bạn trở nên thanh thản và an lạc. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách lắng nghe và chia sẻ với người khác, thể hiện sự cảm thông và không phán xét. Làm việc tốt vì lợi ích cộng đồng, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và thực hiện các hành động vì lợi ích của cộng đồng là một cách tuyệt vời để làm phước. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào các tổ chức từ thiện, hỗ trợ các dự án cộng đồng, hoặc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Những hành động này không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn giúp bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi thấy mình đóng góp cho điều tốt đẹp. Sống đạo đức, sống một cuộc sống đạo đức có nghĩa là hành xử theo các nguyên tắc đúng đắn và giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch. Điều này bao gồm việc thực hiện các hành động chân thành, trung thực, và tôn trọng người khác. Khi bạn sống một cách đạo đức, bạn không chỉ tạo ra nghiệp lành mà còn làm gương cho những người xung quanh. Tạo ra sự hạnh phúc từ những hành động thiện. Hành động thiện không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn có những tác động lâu dài. Khi bạn thực hiện những hành động tốt, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn trong cuộc sống. Sự hạnh phúc này không chỉ đến từ việc bạn làm điều tốt cho người khác mà còn từ việc bạn biết rằng bạn đang sống một cuộc đời có ý nghĩa và đầy ắp tình thương. Hành động thiện giúp bạn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự hạnh phúc trong cả hiện tại và tương lai. Khi bạn làm phước, bạn không chỉ làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mà còn tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và an lạc cho chính mình. Sự hạnh phúc này kéo dài không chỉ trong cuộc đời này mà còn có thể kéo dài qua nhiều kiếp sống khác. Các bài tập và kỹ thuật để thực hành phước đức. Để thực hiện những hành động thiện một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng các bài tập và kỹ thuật sau. Ghi chép và xem xét hành động,
ghi chép lại các hành động thiện mà bạn thực hiện hàng ngày và xem xét cảm xúc của bạn sau mỗi hành động. Điều này giúp bạn nhận ra sự thay đổi tích cực trong tâm trạng và tạo động lực để tiếp tục làm phước. Thực hành chánh niệm giúp bạn duy trì sự chú ý vào hiện tại và nhận thức về những hành động của mình. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn sẽ dễ dàng nhận diện các cơ hội để thực hiện hành động thiện và kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực. Thiền định về lòng từ bi, thực hành thiền định với sự tập trung vào lòng từ bi và tình yêu thương. Thiền định giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của mình và tăng cường khả năng thực hiện hành động thiện. Tạo mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực với gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Những mối quan hệ tốt đẹp giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và tạo cơ hội để thực hiện các hành động thiện. Suy ngẫm về sự an lạc từ hành động thiện. Khi bạn thực hành làm phước và thực hiện các hành động thiện, bạn không chỉ tạo ra hạnh phúc cho chính mình mà còn góp phần vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Những hành động này giúp bạn phát triển tâm trí và mang lại sự an lạc trong cuộc sống. Sự hạnh phúc mà bạn trải nghiệm từ việc làm phước không chỉ là một cảm giác tạm thời mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Kết thúc hành trình thực hành phước đức, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc bền vững không đến từ những thứ bên ngoài mà đến từ sự thanh thản và an lạc bên trong tâm hồn bạn. Bằng cách thực hiện hành động thiện, bạn không chỉ sống một cuộc đời có ý nghĩa mà còn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sinh. Hãy tiếp tục thực hành và duy trì những thói quen tốt để sống một cuộc đời đầy hạnh phúc và an lạc. Khi suy ngẫm về những bài học từ câu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, chúng ta nhận thấy rõ rằng việc hành động thiện không chỉ mang lại sự hạnh phúc trong hiện tại mà còn tạo điều kiện cho một đời sống an lành trong tương lai. Để làm rõ ý nghĩa và tác động của câu kinh này, chúng ta cần hiểu sâu hơn về cách thực hành các nguyên lý Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày, và cách những hành động thiện có thể dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Hành động thiện và tạo ra hạnh phúc. Câu kinh Pháp Cú nêu rõ rằng việc làm phước không chỉ mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại mà còn tiếp tục ảnh hưởng tích cực đến đời sống tương lai của chúng ta. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống một cuộc đời đạo đức và tích cực. Và cho thấy rằng sự lựa chọn hành động thiện không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Khi chúng ta thực hiện hành động thiện, chúng ta đang tích lũy nghiệp thiện. Nghiệp thiện không chỉ tạo ra sự hạnh phúc cho người khác mà còn giúp chúng ta tạo ra một môi trường sống tích cực và hài hòa. Những hành động như giúp đỡ người khác, thực hiện các hành động từ bi, và sống một cuộc sống đạo đức đều góp phần vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho xã hội. Ứng dụng các nguyên lý Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày. Để áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Việc thực hành lòng từ bi, sự giúp đỡ và sự cảm thông trong các tình huống hàng ngày là những bước đầu tiên để tạo ra nghiệp thiện. Ví dụ, khi chúng ta giúp đỡ một người bạn trong lúc họ cần, hoặc khi chúng ta thể hiện sự thông cảm và chia sẻ với người khác, chúng ta đang thực hiện những hành động thiện. Góp phần vào việc tạo ra một môi trường tích cực xung quanh mình. Một cách khác để thực hành các nguyên lý Phật giáo là thông qua thiền định và chánh niệm. Thiền định giúp chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc về tâm trí của mình, nhận diện và điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Chánh niệm giúp chúng ta duy trì sự chú ý vào hiện tại, giúp chúng ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và tránh xa những hành động và suy nghĩ gây ra khổ đau. Lợi ích của việc thực hành phước đức. Việc thực hành phước đức không chỉ tạo ra sự hạnh phúc trong hiện tại mà còn đóng góp vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi chúng ta tích cực thực hiện các hành động thiện, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng hài hòa và tốt đẹp hơn. Những hành động này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà còn giúp chúng ta phát triển tâm trí và tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hãy xem xét ví dụ về một người luôn thực hiện những hành động tốt. Như giúp đỡ người khác và tham gia vào các hoạt động từ thiện. Họ không chỉ cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày mà còn nhận thấy rằng những hành động này tạo ra một môi trường sống tích cực và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân và tinh thần của chính mình. Việc thực hành phước đức không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống hiện tại mà còn mở ra cơ hội cho một cuộc sống an lạc trong tương lai. Tạo nền tảng cho một cuộc sống an lạc. Để xây dựng một nền tảng vững chắc cho một cuộc sống an lạc,
chúng ta cần duy trì sự thực hành các nguyên lý thiện. Điều này bao gồm việc không ngừng làm phước, duy trì lòng từ bi, và sống một cuộc sống đạo đức. Chúng ta cần nhận thức rằng mọi hành động của chúng ta đều tạo ra nghiệp, và nghiệp thiện sẽ dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc lâu dài. Một phần quan trọng của việc duy trì nền tảng này là thực hiện các hành động thiện với lòng chân thành và không mong cầu sự đền đáp. Khi chúng ta làm việc thiện vì sự chân thành và lòng từ bi, chúng ta không chỉ tạo ra nghiệp thiện mà còn phát triển sự giác ngộ và trí tuệ. Điều này giúp chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn, đồng thời tạo ra sự ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh. Suy ngẫm và kết luận. Cuộc sống của mỗi chúng ta là một hành trình không ngừng tìm kiếm sự hạnh phúc và an lạc. Cầu kinh Pháp Cú, nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các hành động thiện để tạo ra sự hạnh phúc trong cả hiện tại và tương lai. Bằng cách áp dụng những bài học từ câu kinh này, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống tích cực và hạnh phúc hơn. Việc làm phước, thực hành lòng từ bi, và duy trì sự chánh niệm sẽ giúp chúng ta xây dựng nền tảng vững chắc cho sự an lạc và hạnh phúc bền vững. Hãy tiếp tục thực hành các nguyên lý Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày và tìm kiếm cơ hội để làm điều thiện, từ đó tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Chúc bạn trên con đường tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc trong cả đời này và đời sau. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh Pháp Cú bài kệ số 18 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 19 phẩm song yếu.